Chào và chúc sức khỏe tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh. Hôm nay thì con cũng tiếp tục ghé lại vườn của anh Bình, giới thiệu đến quý chú một lô cây mới của anh Bình, đặc biệt có thêm những cái món đồ gốm đẹp nè quý chú, đồ gốm xưa ha. Có hai cái chậu này con thấy rất là đẹp luôn. Giới thiệu đến quý cô chú cho mình xem lựa chọn nha. Thì có số cây rất là lớn to đẹp. Đây. Mai chư thủy ha, khế ha. Một số cây khác nữa thì giá cũng mềm mại. Thì mời quý chú cùng gặp lại anh Bình đi. Dương Bình Sơn Thanh Bình mến chào tất cả các bà con đang xem kênh, cũng giao lưu với bà con một số mà đồ gốm và cây bonsai nha bà con. Dạ. Thì bữa nay em có như cái dòng linh sam chiếu thủy đó, rồi được mấy cái cặp bình ha, chùm chóe dưới bình thuốc lọc. Thì bà con mình liên hệ mua cây qua số điện thoại là 0939442212. Ở số thì em có để trên phần màn hình tiêu đề. Bà con mình kết bạn Zalo để mà em gửi hình ảnh chi tiết cho mình chốt hàng cho dễ nha. Thì hôm nay là mã chữ D nha bà con. Mã chữ D hôm nay đầu tiên là một cặp bình. Em có một cặp bình gốm ha, gốm này gốm tàu nha bà con. Này tích rồng dưới hoa ha, long hoa nha bà con. Long hoa. Đúng rồi, long hoa hội ha. Men rạng luôn anh hả? Đúng rồi, này dòng này men rạng. Chiều cao của bình là 44 nha. Đó, cái cổ vị trí này nha, là 30. Cái bụng to nhất ở đây là 69 gần 70 rồi. Cái đế dưới đây nó khoảng 42. Dạ. 42 nha. Đó, thì miệng bình này trên đây em đem báo luôn là 16 nha bà con. Đó, thì một cặp này tương đối là nó lành lạc liền lạc hết nha. Đó, không bị nứt, không bị mà bể mẻ gì hết ha. Đây chôn đáy thì có một chuyện đầy đủ hết. Đó, này hàng này rất là đẹp nha, hàng này khắc nổi nha bà con. Đó, những cái cánh hoa này khắc nổi rất đẹp luôn. Đó, hàng này men rạng đẹp nha. Mã số 1 này em giao lưu với bà con có giá là 2,2 triệu, em bao phí ship toàn quốc 1C nha bà con. Cái này là dơ bụi nè chú ha. Đúng rồi, 1D, 1D, 2,2 triệu. Em bao ship toàn quốc nha. À, rất đẹp nha. Long hoa. Đúng rồi, long hoa, màu xanh ngọc, màu xanh. Dạ. Rồi, tiếp theo thì em có một cái bình gốm chu đậu ha. Cái bình này thì cực kỳ duyên luôn. Bình hút lọc nha, bình hút lọc. Đó. Gốm chu đậu nha. Chiều cao đây là nó em đo ôm bình luôn gì nha bà con, em đo ôm bình luôn nha. Đó. Chiều cao là 56. Cái bụng vị trí này nha là 96 gần 97 rồi. À, đây là đắp nổi lên những cái đồi cái núi nha, những cái núi cao, những cái cây mà được cái mực dẻ nó gờ xuống nha. Đó. Tích này là tích mai hoa đình nha. Đó, đây là một cành mai, đây cái đình ha. Đó. Rất đẹp luôn. Hàng này hàng gốm chu đậu thì bà con mình cũng lưu ý giùm em là những cái hàng mặt hàng gốm chu đậu này, hàng đắp nổi nung lọt tuổi xưa đó, cũ đó, thì có những cái vết găng ở đa phần nó phải có thôi nha. Đó. Mai đình. Đúng rồi. Chanh thủy mặt luôn chú, tức là núi non biển nước rồi anh ha. Có đầy đủ hết. Đầy đủ. Đây. Bình này rất đẹp nha. Đó, thì cái bình này em giao lưu bà con mình có giá là 3,2 triệu, bao ship toàn quốc nha. 3,2 triệu. Chôm đáy đây, hàng này cũng khá cũ rồi. Hàng cũ nha bà con. Đó, rất cũ rồi. Đó. 3,2 triệu, em bao ship. Xanh nước biếc thấy không chú? Đầy đủ hết rồi. Mai đình. Rồi, tiếp theo thì em cũng có một cái chùm. Cái chùm này hàng men da lưu rất đẹp luôn. Da dạ. Lương. Đó. Thì cũng qua văn đắp nổi quả tiết này làm rất đẹp luôn. Cái này khá là cũ rồi, cái này rất là cũ rồi nha bà con, lâu năm lắm rồi nha. Như gì thì em đo được 50 nha. Dạ. Đó, ôm gì luôn 50 xưa, rất là cũ xưa rồi, vài chục năm hết rồi. 112 là hoành bụng bình nha. Đấy thì mặt bụm nha, cái này mặt bụm. Đó. Bụm. Mặt bụm. Đây qua văn quả tiết này khắc rất là đẹp luôn. Thì gốm hàng gốm này thì đắp nổi đa phần nó phải có găng đây gì nữa nha bà con. Nó phải có nha, có đó là phải có rồi, đặc trưng của nó đây. Dạ. Đó. Dạ. Đây đáy, đây đáy bình đây, rất là cũ rồi. Này hàng liền lạc không bị nứt mẻ. Đó. Em bao ship cho bà con mình có giá là 4,8 triệu, em bao ship toàn quốc nha. 4,8 triệu hai quý chú. Hàng bình này hàng này như cổ luôn rồi nha, cổ xưa quý chú ơi, xưa rất là xưa rồi. Lành lặn anh ha, lành lặn hết một hộp. Ôi trời, nặng quá chú à. Cây cây này cũng nặng. Rồi, mai chú thủy. Đây là một cây mai chú thủy nuôi vào cong. Thì cái này á làm được những cái form ở dưới rồi. Ở form dưới tương đối hoàn thiện rồi, còn những cái form trên này tiếp tục về mình nuôi thêm nha. Cây này rất là to nha bà con. Rất là to luôn.
chiều cao của cây đó là 98, này làm bông tán ra rất là tròn đều hết. Này có thể là dư chi nhánh bà con gì mình bỏ bớt được nha, ngang gì là 108. Dạ. Này chú thủy dòng nuôi gọt cong ở thì cái phần trên đây, phần trên đây ở mình làm thêm một thời gian, phải nuôi thêm một thời gian nữa nha. Tay này quá mịn anh ha. Đúng rồi, tay của mình gốc to, hai cái tay, ba tay thì nó đẹp quá luôn chứ. Quanh tổng hai thân vị trí này 40. Đây lưu ý giùm em, đây có một chỗ lũa âm thân đây thì cũng đang bo lại. Cái này mình muốn bo lại cho nhanh á, bà con mình cát với keo đó, hoặc mặt cười đó mình trộn mình đắp lại cho nó dung lên. Mình quào sừ cái dòng này đó, keo L60 mình tha vào đó, dán ba cái giấy bạc lên nha thì nó sẽ kéo bít luôn được cái phần đó nha bà con. Mình nuôi thời gian dài là kéo bít luôn nha. Đây còn cái cốt cành đây quai nhẹo rất là đẹp luôn. Cái này thì dàn đế cực kỳ to luôn. Em đo mới tới đây là khoảng 90 rồi. Em giao lưu bà con mình giá là 1.700.000, em bao ship toàn quốc, giá em báo sát em không giảm nha, 1.700.000. Cái này to lắm cô chú. Đóng mà... tiền cước rất là nặng nha, 1.700.000. Còn bán mà được tại nhà thì giá nó còn mềm nha, gần gần đây em để giá mềm cho bà con mình luôn. À. Đây, mấy cái tay nhạo không anh ha? Đúng rồi, tay to nhạo cô chú. Mã số 4 nha bà con, 4D. Dạ. Yeah. Uầy. 5D. Em lên lại cái này nha, cây da đen lá lớn thì cây đen lên đọt rồi. 5D. Chiều cao của cây đó là 50, tán ngang này đó là 62. Hoành vị trí này em đo được đây là 36 gần 37 nha, xích dưới đây cái là 46. Cây này cây da đen lá lớn nha, con nuôi rất là lâu mới được gì, 60 là hoành đế ha. Thì cốt cành thì cũng khá to, nó nằm chậu này lâu quá nó già cây đó. Cái này thì về mình có thể mình xả dây ra điểm lại dây đen à, chỉnh sửa xương lại một tí là cây rất đẹp nha. Những cái mặt cắt đây là bít hết rồi đó. Đó, còn những mặt cắt này là vết mới nha. Trên đây còn tí xíu nữa bít rồi, nó cũng sừ lên chân rồi. Cái này em giao lưu bà con mình có giá là 4.300.000 em bao ship toàn quốc nha. Mã số 5D. 5D. Rồi 6D. 6D thì một cây linh sam. À, form dáng thiên nhiên cực kỳ đẹp. Cây này đặc biệt cái cốt cành rất là to, nuôi lâu năm rồi nha. Đã nuôi rất lâu năm cốt cành mới được gì nha. Dưới chân này nó thoáng ha, ở dưới đây mình làm cái tiểu cảnh thì rất đẹp luôn. Thì bà con mình về có thể thay cái chậu đẹp làm tiểu cảnh nha. Chiều cao của cây đó là 60, tán ngang này 74 nha. Hoành vị trí này là 22 gần 23 rồi, sát dưới đây là 26 nha. Thì đế nó cũng nở ra nha. Đó. Cái này em giao lưu bà con mình có giá là 2.200.000 em bao phí ship toàn quốc cho mình luôn. Đó. Cây này thì cái dàn cốt dàn thân đẹp nha, cốt cành nhìn phê quá chú. Đúng rồi, dàn cốt nhìn đẹp đã luôn. Đây tháo dây được hết rồi quý chú ơi. Mã số 6D nha bà con. Dạ 6D. Rồi 7D, một cây 7D là một cây chiếu thủy trung nu. Trung nu. Cây này già quá già luôn rồi, form thì nó mịn hết rồi, cốt to không còn mặt cắt luôn. Dạ. Chiều cao cây là 36, tán ngang này đó là 56, hoành đây ha là 23, còn vị trí này 21 gần 22 nha. Đây mặt cắt đây là liền hết rồi nha, ở không còn mặt cắt hoàn thẹo gì nữa hết. Cây này nó cốt cành là hết mặt cắt rồi, gọng C đẹp nha, cây gọng C. Ở bạch đế này cũng khá là duyên to luôn. Ở bạch đế này đây là 76. Thì cái này em giao lưu bà con mình có giá là 2.200.000, em bao bầu cho đi, em bao ship toàn quốc mã số 7D nha bà con, 2.200.000. Rất là mịn nha. Hết mà cắt rồi, cốt to rất to, cốt nuôi cắt giật. Rồi, tiếp theo mã số 8D. Nặng nha, cái này thì em đi em bó bầu nha bà con, 8D. Cái này dàn xương nó lên san hô hết trơn rồi, rất là già rồi, cái cành rất khá là duyên luôn. Đó, thân thì nó nu nút nó đều rất là đều luôn. Mã số 8D, chiếu thủy nuôi gò công nha. Chiều cao cây như gì? À, 86. Đúng rồi, 86. Tán ngang này là 82. Cành rớt từ đỉnh xuống đây luôn nha. Đó là 69. Dạ. Cây gọng C nhẹ. Mà cắt trên đây bít rồi, ở đây còn miếng nữa ha. Đó, này được cái nuôi quá lâu năm. Đó, rất là già, cốt đùi rất là to luôn. Hoành cũng khá khá luôn nha. Hoành cái này 40 nha bà con. Hoành 40. Tổng hoành đế này là 100.
40. Không, cái đó không có lên kìa. Không có lên kìa đó. Mã số 8 đây, em báo bầu cho đi, em giao lưu bà con mình có giá là 3,5 triệu, em bao ship toàn quốc nha, 3,500,000. Mã số 8D. Em báo giá sát rồi nha bà con. Ở những cái này em báo giá sát lại nha, nên em không có giảm được nha. Đó, cái này mua rất là lâu, giá này cũng rất là dễ chơi. Nó dày, cứng rất hết trơn. Cứng rất là cứng luôn. Rồi, đó cây. Nu đen thui luôn. Dạ đây, một cây này cũng vậy nó chút. Cây cổ tứ diện. Đây. Đây một số lá nó rụng xuống này nha. Chiều cao. Chiều cao cây, cây này tứ diện cực kỳ đẹp luôn, cao là 100. Tán ngang này là 76. Dạ. Đó cái phần thông số trước đi. Đặc điểm trên mình quá già luôn. Sao? Hoành đây là 44 nha. Này được cái cực kỳ già. Tổng hoành đế đây là 95. Ở thì không còn dây kẽm nữa nha. Đó, quan trọng mà con mình xem đây, nó quấn cục lại chân ở lên san hô đó. Ở đây nè, đây đây. Lên san hô quấn cục lại chân rồi nè. Quấn cục lại chân hả? Đúng rồi, nó nù nó xù ra xù vô quấn hết trơn. Cứng ngắc hết trơn quý cô chú ơi, những cái tay nè, quý chú nhìn kỹ giúp con tay nè. Rồi, đây ở trên nhìn xuống. Trên này là lên san hô hết trơn, nó dày vậy đó nha bà con. Dày cục như nè. Đó. Đây. Cái này lạc lá ra cái nhìn rất là đã luôn, cái dạng san hô rồi. Rất nhiều thời gian mới được vậy nha quý chú. Cái này nuôi trên 20 năm rồi mới được gì nha, nằm chậu không nha. Ở những cái chi to mà nó quấn cục lại nhau hết trơn, này to rất là to à. Chi nhỏ này tỉa từ từ mà quấn cục lại hết ha. Đây. Này lạc lá ra nhìn rất đã luôn. Cái này em giao lưu bà con mình có giá là 2,2 triệu, em bao ship toàn quốc nha, chỉ 2,2 triệu. Cái này mà 2,2 triệu thôi anh hả? Đúng nó rồi. Nó liền lạc quý chú, đế cũng đẹp luôn nè. Nu nút dày dặn hết nha. Yeah. Rồi. Rồi, thêm đó là cây mã số 10 B. Đây, cây này thì bà con mình mua về nửa tháng nữa thì cái dàn phơm nó mịn, cái lên cái chậu đẹp cái thì thôi. Cực kỳ. Dạ. Cái này đẹp. Xương nó rất là dày. Xương dày cực kỳ dày luôn. Chiều cao này là 30. Tổng chiều dài tán này là 63. Thì cái dàn đế đẹp nha bà con. Cây này dàn đế đẹp ha, dàn thân cũng đẹp luôn. Đây, vị trí này đó là 30. Cái củ đế này đây là 50 rồi nha. Đây, nó xù bên đây, bệ này rất đẹp bệ nha. Đó. Dạ. Yeah. Cái này bệ năm. Hả? Chi tốt, thì đều to. Dày hết chú. Đúng rồi. Chi dày dặn đều đặn hết rồi. Cái này chỉ cần mình chơi thời gian mình cool, mình tỉa lấy cái vàng san hô đó thôi. Mà cắt thì đây mít rồi. Ở dưới mình xả dây một cái ha. Thì cái này em giao lưu bà con mình có giá 1,7 triệu, em bao ship toàn quốc nha. Mã số 10B. Đây. À, đế thì hai bên đều có hết đúng rồi. Cây này đẹp. Cây này đẹp rất đẹp luôn. 10B nha. À, cái này lên 7. Lá là giá khác nữa đó nha bà con. 1,7 triệu. Dạ, rồi. Một cây tiếp theo là cây khế. Một cây khế gần thành phẩm nữa quý. Khế gần to. 11B. 11B là một cây khế gân nha. Thì cây đang lên hoa, lên đọt, lên hoa. Ở dòng khế gân này thì trái rất là chua. Ở trái cũng rất là sai luôn. Dạ. Nó cho trái mình lưu liên luôn nha bà con, quanh năm nha. Thì cây này được cái là cây đã thành phẩm. Ở cây này thì chỉ cần mình thời gian nếu mình mở dây thôi. Nó đã hoàn thiện hết rồi. Phơm tán đầy đủ hết rồi, mở dây ra nó được rồi. Cao là 69 nha. Mở đầu. Cao là 84 chưa? 84. Tán ngang này. Tán ngang này nó khoảng 99 thì cao từ dưới gốc lên nha bà con. Rồi, thẳng trong đây đi cho nó chuẩn cái đi. Đó, 80. 80, cao 80. Dạ rồi, cao 80, cao 80 nha, ngang 99 cm rồi nha. Thì cây này đang lên hoa lai gai. Đó, ở dưới lên nhìn thấy là lên hoa lai gai. Này gốc to đế mự luôn nha. Hoành đây 44 nha bà con. Ở hoành đây 44 nha. Tổng mình đế cái này. Đế cái này là khoảng 100 chưa này lấy hết rồi nè. Rồi 106-107 rồi nha. Dạ. Đó. Cây này được cái già dặn. Ở mặt cắt thì bít hết rồi. Nói chung là mặt cắt cây là không còn nữa đó. Ở những mặt cắt lớn là không còn, cây này liền lạc hết. Cốt đùi rất là to. Đó, cái này mình sưu tầm mình chơi rất đẹp nha bà con. Lúc mà nó mang trái nó lủng lẳng ha. Đó, rồi ăn được luôn. Dạ, một cây dáng trực tàn đa hay chú. Đúng rồi, trực lâu đa. Thành phẩm. Thì cái này em giao lưu bà con mình có giá là 14,500,000, em bao phí ship toàn quốc nha. 14,500,000. Mã số 11D. Bao ship cho bà con mình toàn quốc luôn. Một cây khế gân già. Rồi.
tiếp theo luôn. Rồi, tiếp theo lên lại cái cây si búp hồng. Si hồng. Đúng rồi, si búp hồng mà ghép dừa bông. Dạ. Si hồng ghép dừa bông. Cây dáng bay rất là đẹp nha, cây quái cây. Khá quái cây. Đây của chú đây. Đây là hồng đây. Đó, si hồng đây. Đoạn này anh ha. Đúng ghép rồi. Này ghép này. Đây là dấu ghép dưới đây nè, nhưng mà cái nhánh này nè, dưới đây nó lên còn dương tí nè. Quan trọng cái này nè. Đây người ta cắt đây hai khúc mà nằm dính giữa chen đây, nó dính vô đây lên lá luôn, lá hồng luôn. Lên luôn. Mình chơi xen kẽ luôn quý chú ơi. Vừa hồng vừa bông luôn. Chiều cao này là 42. Tổng cái chiều dài tán này là 80. Đó, cây này thì nếu như mình đủ đầy chi tán thì mình điểm lên cái rất đẹp nha. Đây là cây đẹp đó nha bà con. Dạ. Này nếu như xưa để nguyên thủy không, cây này giá trị cao nha. Cốt cành mà nuôi lên được vậy đó. 40 em tính 40 đi. Còn cái bệt đây, bệt đặt này luôn 118 rồi. 1.8 triệu em bao ship toàn quốc nha, 1.800.000. Cái này được cái là quái. Đó, lưu ý giùm em. Đây. Vị trí này thì nó vọng đây nha. Đó, dạ. Mặt cắt ở đây nữa ha, nó mục ở đây. Nhưng mà nó cứng rồi, sành cứng rồi. Giờ mình xử lý nha bà con. Bò như cái miệng giếng. Cái này thì dòng si với nó rất là dễ kéo. Si bông này không có gì hết đâu. Si đỏ, si hồng, si bông này không có gì hết. Rồi. Rồi, thì tiếp theo là cây bông trang. Cây bông trang hai màu. Cái này thì em cũng đã lên một hai lần rồi. Đó, nhưng cái giá nó chưa giao lưu được, em tiếp tục em lên lại nha. À, cây này thì nó cây nguyên thủy, cây viêm, nó đột biến ra hai màu, cao là 46, mã số 13D nha. Tán ngang này là 62. Dạ. Hoành cái này cực kỳ to già luôn, hoành là 22 rồi. Nó hoành cũ đây là 42. Con mình xem cái dàn xương đó đây. Thì cái dàn xương cái này á, cốt cành đã xả dây ra hết rồi. Đó, những cái dây này xả ra hết rồi. Đó. Cốt rất to luôn rồi. Dạ. Thì cái này em giao lưu bà con mình có giá là 2.500.000 bao ship toàn quốc nha, 2.500.000. Hai màu, màu vàng và màu thường anh hả? Ờ, màu vàng và ngàn. Màu đúng cam. Rồi, cam cà rốt. Đúng rồi, cam cà rốt. 2.500.000 em bao phí ship luôn nha. Nó đổ biến ra nha quý chú, chứ mình không có ghép gì hết đâu chú. Rồi, tiếp theo cây mai chú thể nuôi rồi con. Đây những cây này mình nuôi thời gian nữa thì cái form nó mịn, cây rất đẹp lên nha. Đó. Thì đó. Cái bể đấy nó rất là đặc luôn. Cây trực nha, dáng trực. Chiều cao là 30. Tán ngang này đó là 40. Quanh vị trí là 21. Tổng hoành đế dưới đây là 28. Em chưa đo một phần ha, còn cái hoành cũ ở dưới nữa nha. Còn hoành cũ tròn đều dưới có 40 nha bà con. Cây này còn cũ sâu ở dưới nha. Đó. Thì cái này em giao lưu bà con mình có giá là 600.000, em bao ship toàn quốc chỉ 600.000. Này nuôi được cỡ 2 năm rồi nha, cốt đây 2-3 năm rồi, đó chẳng bao ship. Yeah. Rồi tiếp theo mã số 15D. 15D thì cái này em giao lưu bà con giá 400 một cây sam song hình, nó sắp đế lùng lực. Chiều cao cây là nó 17. Tán ngang này là nó 33. Trời mưa nha bà con thông cảm giùm nha. À, 19 nha hoành. À, đế thì đế đều một bệt hết bốn mặt, à, đế rất là đẹp luôn. Chỉ 400.000 em bao phí ship cho bà con mình có một cây chơi đẹp rồi nha, cây lùng lực nha. 400 mã số 15 nha. Rồi 16 là em tiếp theo cây nu gò công form tán đa thiên nhiên. Cây này thì cốt cành đã cắt dịch cấp 2 rồi. Đó. Chiều cao cây là 33, tán ngang này 40. Hoành vị trí này là 36 nha, hoành đế cây này gọt chê luôn là 72. Thì em giao lưu bà con mình có giá là 1.500.000 bao ship toàn quốc nha, nuôi rất là lâu rồi nha bà con. 1.500.000 mã số 16D nha. 1.500.000. Rồi cái này em lên lại cái này luôn. Cái này em giao lưu bà con giá là 2.800.000 nha, mã số 17D. Cây nu gò công. Cái này thì bà con mình về á dùng cái form cho nó gọn lại một tí nữa thì nó rất là nét. Chiều cao cây là 52, cành rớt đây là 60. Cái bệ giữ thần tán ngang này là 44. Cái bệ này được cái ăn tiền cái bệ nha. Hoành đây 25. Thân bệ rồi. Đẹp đúng rồi. Bệ đây. Bệ đặc thừ hết rồi. Đó mã số 17 đây. 2.8 em bao ship bó màu cho đi nha bà con. Mã số 17D nha. 2.8 anh mình. 2.8 cái này đựng cái rất là già. Già nu đường thân luôn nè chú ha. Đầy hết trơn luôn. Dạ, rồi 18D nè, em giao lưu bà con giá 400 một cây sam trái nha. Trái thì đang lên rất là nhiều luôn. Chiều cao cây là nó 20, tán ngang này ở 42.
quanh thân đang khoảng 10-11 nha bà con. À, thì cây này được cái mịn tàn ấm ha, à, trái thì đang lên, à, làm cũng rất là mịn sạch sẽ cây. Thì cây này em giao lưu bà con giá chỉ 400, em bao ship toàn quốc cho mình luôn nha, 400.000 mã số 18D. Rồi 19 là 19D, 19D thì cây này cuối clip luôn nha bà con. Đây một cây siêu phẩm nữa. Cái này thì chưa xong giá luôn. Nói chung những cây lớn này cái giá còn cân đo đong đếm lại nha bà con, bởi em chưa có giao lưu lại ha. À, tại tiền ship mình đi quá nặng rồi. Đó, rất đẹp luôn. Cây rất là lực luôn thôi chú ha. Lục lực. Cao hơn gì? Đó là 52. Cũng ra từ mặt chậu nha. Tán ngang này là 80. Thì cái này cốt cành rất là chuẩn luôn. Đó, cốt to. Form này thì một thời gian nó rất mịn nha. Đó, đang lên tược rất là phun cây luôn nha. Đó. Cái này hoành to nha bà con. Đó, cái phôi vô hồng phôi cũng rất là cao rồi. 63 hoành nha. Đó, em đo cái eo ở trên dính trên ha. Đây còn xích tí xíu dưới nha. Nó 68 luôn rồi. Còn đế thì đế này 124 thì cái cây này á, gốc đế thân đẹp. Nói chung là cây này đẹp ha. Này hoàn thiện, nó chỉ còn cái mặt cắt. Đây, mặt cắt cũng đang bo vô nè. Đó, bắt đầu nó bo vô nè. Mặt cắt này đã xử lý rồi nè. Đây những cái thẹo này nè, đang bo ra ha. Đó. Yeah. Nó đang tém lại đó. Cái này rất là mạnh nha bà con. Thì mình nuôi đúng bài bản của nó, mình thả xuống á, mình chừa chi đồ đàng hoàng chặn lên cho nó thì mắt rất là mau kéo mặt cắt luôn nha. Đó. Cái này cốt cành khá là to luôn. Đó, đợt này nên cái là mịn tàn ấm mịn rồi nha. Thì mã số 19 này em giao lưu bà con mình có giá là 15 triệu, em bao ship toàn quốc nha. Mã số 19 15 triệu, em bao ship 19D nha. Bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn. Đó, thì bà con mình ưng ý thì cứ giữ liên hệ với số điện thoại mà 0939442212, số có Zalo quá ha. Rồi cần hình ảnh em sẽ gửi thêm. Cây này cũng là cây cuối clip nha cả nhà. Đó. Cái này là cây cuối clip nha. Dạ, cuối clip luôn. Thì cuối clip thì Thanh Bình cũng xin chào và chân thành cảm ơn bà con mình. À, trong suốt thời gian qua đã đồng hành và ủng hộ, em rất mong được sự ủng hộ những clip kế tiếp. Bà con mình xem kênh thấy hay, chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những clip mới, em chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ thôi, em chào anh Bình ha, con cũng xin chào quý cô chú, chúc quý cô chú ngày mới nhiều sức khỏe, một ngày tốt lành ha. Hẹn gặp lại những clip tiếp theo.